MIUI là một trong những giao diện di động phổ biến nhất trên thế giới, được phát triển bởi Xiaomi. Phiên bản cập nhật đang được gửi đến rộng rãi hiện nay là MIUI 12.5 cho một vài smartphone của hãng trên thị trường quốc tế. Và sau đây là những cập nhật MIUI 12.5. 1. Xác định vị trí tương đối của bạn. MIUI 12.5 sẽ bảo vệ quyền riêng tư vị trí của bạn tốt hơn. Bạn có thể thông báo cho ứng dụng về vị trí gần đúng của bạn, không phải vị trí chính xác của bạn. Bằng cách này, ứng dụng không thể theo dõi bạn. 2. Bộ điều khiển âm lượng mới. Tuy không có thêm chức năng nào được thêm vào, nhưng hoạt ảnh mới và giao diện mới. 3. Cải thiện giao diện và hiệu ứng launcher. MIUI 12.5 sẽ đổi mới, cải thiện giao diện của các launcher, tạo hiệu ứng sinh động và ấn tượng hơn. 4. Menu Bar mới. MIUI 12.5 sẽ không hỗ trợ thêm chức năng hoặc tính năng mới cho menu Power, nhưng giao diện của nó sẽ được thay đổi hoàn toàn. 5. Dễ dàng chuyển đổi ảnh sang định dạng PDF. Với MIUI 12.5, bạn có thể nhanh chóng và dễ dàng chuyển đổi bất kỳ ảnh nào sang định dạng PDF trong thư viện ảnh của mình. 6. Dễ dàng tùy chỉnh giao diện đa nhiệm ứng dụng. Giao diện đa nhiệm gần đây nhất đã được thay đổi cùng với MIUI 10, thì nay có thể tùy chỉnh với MIUI 12. 7. Giao diện cài đặt máy ảnh mới. Những cài đặt và tính năng của máy ảnh trên những chiếc điện thoại ngày càng nhiều. Điều này vô tình khiến người dùng gặp khó khăn trong sử dụng nếu giao diện được thiết kế quá phức tạp. Tuy nhiên, với MIUI 12.5, sự phức tạp này đã được thay thế bằng một giao diện đơn giản. 8. Liner được thiết kế với một giao diện hoàn toàn mới. Với MIUI 12.5, Xiaomi đã giúp Liner có một bộ mặt hoàn toàn mới, trông ngầu hơn và xịn sò hơn rất nhiều. 9. Giao diện thông báo mới. Với MIUI 12.5, cửa sổ thông báo được thiết kế gần giống với giao diện của Android 11. Các thông báo và tin nhắn được phân loại rõ ràng. Bên cạnh đó, MIUI 12.5 còn có những cải tiến như sau: hoạt ảnh vân tay mới, điều khiển giọng nói, giao diện QR mới, kiểu biểu tượng mới. Dưới đây là những dòng điện thoại sẽ được cài đặt MIUI 12.5.